tận thấy 99 km cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đưa vào khai thác dịp 30 tháng 4. Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng 25 tháng 4, các hạng mục trên tuyến chính của hai dự án đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hệ thống sơn vạch, kẻ đường, lắp hàng rào hộ lan, biển báo, đã sẵn sàng thông xe. Với kế hoạch dự kiến thông xe vào chiều 29 tháng 4 ngay kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sẽ rút ngắn hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết Bình Thuận chỉ còn khoảng 2 giờ. Ông Nguyễn Văn Đoàn, giám đốc điều hành gói thầu XL04 thuộc Tổng công ty Thăng Long cho biết, hiện tại tuyến chính phạm vi gói thầu đã cơ bản hoàn thành. Để kịp thông xe, nhà thầu bố trí nhiều mũi thi công, tăng ca ban đêm, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hàng rào, biển báo, hộ lan để kịp đưa vào khai thác. Theo ban điều hành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, trên tuyến có 65 cầu đều đã thi công hoàn thành. Sau khi được khơi thông nguồn đất đắp, các hạng mục đường dẫn cầu, đường gom dân sinh cũng đang được gấp rút thi công. Theo kế hoạch, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức khánh thành, đưa vào khai thác hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây tại Thanh Hóa và Bình Thuận vào sáng ngày 29 tháng 4 năm 2023.